Tiếp tục series hữu cơ cho nông sản Việt. Hôm nay cô ba nông sản Vi Phụng cùng MC Nhi Khoa đề cập vấn đề gì mà nhà vườn trồng sầu riêng đang quan tâm. Làm thế nào để xử lý đất bạc màu, cây cứng, thiếu dinh dưỡng do sử dụng phân hóa học trong thời gian dài? Đâu là giải pháp giải độc hữu cơ, tăng độ phì nhiêu cho đất, hạn chế ruộng qua, ruộng trái non, tăng năng suất và chất lượng sầu riêng khi thu hoạch? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với sự đồng hành của công ty TTB Global. Trời đất ơi, sao năm nay mình xài hao dữ vậy trời. Mua giống nè, mua thuốc, rồi đám cưới về 4-5 cái. Rồi đám ma, đám dỗ, đám theo nô, đám đầy tháng nữa. Thiệt tình là cuối năm nay tôi đâu có dư bao nhiêu đâu trời. Thất thu, thất thu. Ây da da. Hô, hô, hô. Tại con bé qua. Gái đứa gì không có nên nết vậy. Tôi bị bệnh tim đó bà. Tôi đã nói rồi, con gái là đi nhẹ, nói khẽ người duyên. Tại con thấy cô căng thẳng, cô tính toán cái gì kìa. Tao nói bây giờ lớn tuổi rồi, nhớ trước quên sau. Chi thu cái gì phải ghi rõ ràng đó con. Có nhiều khi mình sẽ nghĩ, ủa sao lúc đó mình chi cái gì mà nhiều dữ vậy, không nhớ. Rồi cô ba tính toán xong chưa? Tính hết rồi con. Chắc năm nay cô ba dư mấy trăm triệu nghe. Cái gì? Mới nói lại coi. Gì? Mới nói lại coi. Thì chắc cô ba năm nay dư mấy trăm triệu, con thấy tính quá trời kìa. Cái này không có nói được bữa nay, ngày mai mới nói được. Sao ngày mai mới nói? Thì ngày mai tôi mua vé số, rồi sau 4 giờ sổ số tôi biết là tôi trúng hay không. Trúng thì tôi thành tỷ phú, mới dư mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ cũng có nữa à. Trời ơi. Con chọc cho cô ba vui vậy thôi. Thế không có vui. Mà cô ba hết căng thẳng chưa? Ừ, nó nghe nè, năm nay á, mùa màng thất bát con. Rồi mưa bão nè, rồi cái vườn sầu riêng của tôi nó sao dư được. Tình hình chung rồi cô ba ơi, cái gì thì cái, nhưng mà vui vẻ, có sức khỏe là trên hết. Hay quá, yeah. Đúng, có sức khỏe đầy đủ á, mình vui vẻ, mình lạc qua là mình thấy là mình là ok rồi đó ha. Sức khỏe là vàng. Nếu mà nói sức khỏe là vàng thì con là tỷ phú. Con vẽ ve, yeah. Rồi con mới chạy te te, con dấp cục đá con té. À vui rồi ha. Nói nghe nè, bữa nay sớm mình có gì lạ, hôm qua nhiều chuyện cho tôi nè phải không? Hôm nay con qua con rủ cô đi Đắk Lắk. Tự nhiên đang yên đang lành, tự nhiên đi Đắk Lắk chi? Rồi nhà cửa ai coi, heo cuối ai cho ăn, ao cá ai thay nước. Nhất là cái vườn sầu riêng yêu thương của tôi, trời ơi nó xuống sức thấy thương. Ờ, rảnh rỗi mà đi, trời ơi. Mấy hôm nay con thấy cô rầu rầu cái chuyện sầu riêng, nên con tìm hiểu cái giải pháp giải cứu vườn sầu riêng. Nói là phải có nghe. Tại vì cô đang buồn và đau đáu cái chuyện này nè. Giải pháp á, là sử dụng hai loại phân bón hữu cơ được nhập khẩu từ Mỹ, đó là Humic Bio và Fullragon 2X. Phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Mỹ? Dạ. Mà sao con biết? Tại vì con xem trên YouTube của truyền hình Đồng Tháp á, ừ. Con thấy nhà vườn Kiều Văn Lợi ở huyện Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk á, có sử dụng hai cái loại phân bón hữu cơ này nè cho cái vườn sầu riêng, đạt hiệu quả cao lắm luôn. Thiệt hả con? Thiệt, đạt hiệu quả cao. Bây giờ con mới qua rủ cô ba đi ngoài đó đó hả? Dạ. Đi liền, đi liền. Cái gì thì cũng phải từ từ, cô làm gì mà cô nôn như là. Nghe con nói có giải pháp để mà cứu được cái vườn sầu riêng là con mừng lắm. Mừng giống như là hồi nhỏ mình đứng ở cửa mình chờ mẹ mình đi chợ về để có hoài đó. Thì bây giờ cô sắp xếp nhà cửa cô đi. Nói gì nói chứ đi lên đó cũng xa đúng không? Yeah. Mình phải sắp xếp nhà cửa đàng hoàng. Lên trển đó là mình vừa xem thực tế cái vườn sầu riêng của anh Lợi nè. Rồi tìm hiểu cái cách mà anh ấy bón phân đó, rồi chăm sóc vườn đó. Nếu vậy là ngày mai cô ở nhà cô chuẩn bị gửi ai cái ngày mốt cô cháu mình đi. Vậy nha cô, vậy thôi giờ con về nha. Sao cô? Hồi nãy tôi tưởng mấy người qua đây nhiều chuyện. Nhưng mà bữa nay mấy người đó biết tôi đang buồn cái vụ vườn sầu riêng cho nên tôi thưởng mấy người. Thưởng gì cô? Biết con là khoái ăn chè chuối chân. Cô ba mới nấu chè chuối chân, nước cốt dừa. Nó béo ngậy bé ơi. Nó béo ngậy bé ơi. Còn nó nấu ra nó thơm lừng. Biết sao nó thơm không? Sao cô? Tại vì có bỏ chút sầu riêng vô. Trời ơi, bá cháy bò chét luôn. Trời ơi, bá cháy bò chét luôn. Thôi con đi về. Ê nhỏ, trời ơi, cô ba mời thiệt tình. Ê ta bọc bụng ba, bụng má mày khoái là tao chưa có bỏ vô nó kìa, ngon dữ lắm nhỏ. Nghe cái món chuối chưng ha, có bột khoai, bột bán, thêm sầu riêng, nó là chịu không nổi rồi. Mà không lẽ ăn chực hoài thì nó kỳ. Để cô đi về, cô mà kêu một tiếng nữa là quay lại liền. Thôi con về nha cô. Ờ về về đi con. Ờ về về đi con. Mình nấu ngon chết luôn, nó mang thôi, mang cho người khác ăn cũng vậy thôi.
người ta nói vậy cái kêu người ta về, tại định đi ra con gọi cho ba con nói hôm nay con ở nhà của ba bàn chuyện cái vườn sầu riêng sử dụng phân bón hữu cơ sao cho nó phù hợp. Vậy hả? Chứ chuối chân, bột khoai, bột bán, món ruột không có gì à. Cô ba là số 1. Ừ, còn chè chuối chân là số 2. Tôi chịu. Từng bước nâng cao chất lượng nông sản, chương trình hữu cơ cho nông sản Việt đã chung tay cùng rất nhiều bà con nhà vườn xây dựng những mô hình canh tác theo hướng hữu cơ với tiêu chí an toàn hiệu quả. Vườn sầu riêng của anh Kiều Văn Lợi ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk là một trong những mô hình như thế. Có mặt tại vườn vào những ngày này mới cảm nhận được sự xanh tốt, đầy sức sống của sầu riêng. Hầu như cây nào cũng giữ được sự khỏe khoắn, cành lá tươi xanh, trái xoay quanh. Đặc biệt, tỷ lệ trái to khỏe bóng mượt đạt rất cao. Đây chính là kết quả mà anh Lợi có được khi chủ động sử dụng hài hòa giữa phân hóa học với bộ đôi phân bón hữu cơ tiên tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ là Humic Bio và Full Dragon 2X. Các bạn biết rồi, sầu riêng, cà phê và tiêu, đây là những cái cây trồng lâu năm. Cái điều kiện thâm canh để mà tăng năng suất nó cũng cao hơn là so với cây lúa. Vì vậy nên cái cây này nó dễ bị các cái bệnh mà nó liên quan đến cái vùng rễ. Phân hữu cơ nó sẽ cải thiện được sức khỏe của đất và dần dần bà con sẽ thấy là cái phần canh tác hữu cơ là cái cây nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và cái nông sản nó đạt chất lượng hơn. Khi mà chúng ta bón cái phân hữu cơ vô, nó có lợi trước mắt là làm cho cái đất nó tơi xốp, nó chứa cái nhiều cái khí hơn, tăng cái khả năng giữ nước và cái giữ phân bón dinh dưỡng để mà cung cấp cho cái rễ. Cái lượng hữu cơ trong đất nó tăng lên thì sức khỏe của đất cũng như là hoạt động của sinh vật nó tăng lên. Nó đối kháng với lại các cái vi sinh vật có hại mà nó còn tiết ra các cái hormone kích thích cho cái bộ rễ nó phát triển, cái cây trồng nó mới khỏe. Còn về mặt lâu dài thì chúng ta sẽ ít cái bón phân hữu cơ. Mà khi bón ít phân hữu cơ vậy và cái lượng thuốc bảo vệ thực vật mình phun vào đất nó cũng giảm xuống. Trước mắt nhân hề Phi Phụng và MC Nhi Khoa là vườn sầu riêng của anh Lợi đang trong giai đoạn nuôi trái. Hầu như tất cả các cây sầu riêng trong vườn đều giữ được sự xanh tốt và khỏe khoắn, trái xoay hoàn cảnh. Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc sầu riêng, anh Lợi cho biết khoảng cách giữa các cây trồng từ 6 đến 8 thước giúp cây nhận được nhiều ánh sáng, ra nhiều nhánh nên tỷ lệ ra hoa đậu trái cao hơn. Anh rất quan tâm chăm sóc bộ rễ và bộ lá cây sầu riêng sao cho luôn khỏe khoắn, chống lại sự tấn công của tiếng trùng và các loại nấm bệnh gây hại. Để đạt được kết quả này, anh Lợi sử dụng hai loại phân bón hữu cơ là Humic Bio và Full Dragon 2X, bộ đôi sản phẩm tiên tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Không chỉ có tác dụng cải tạo đất, giải độc hữu cơ, tăng độ phì nhiêu cho đất, quản lý tốt tiến trùng ngày rễ và nấm Phytophthora. Phân bón hữu cơ Humic Bio và Full Dragon 2X còn giúp cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt và đặc biệt là hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rụng trái trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay. Các thành phần chính là axit humic và axit fulvic vừa có tác dụng chống stress, kháng hạn, tăng sức đề kháng cho cây, chống lại các sâu bệnh hại, vừa giúp cây khỏe, xanh lá, tăng năng suất, tăng thẩm vị và làm cho trái có màu sắc sáng đẹp hơn. Là phân bón hữu cơ thế hệ mới, Humic Bio và Full Dragon 2X làm tốt nhiệm vụ tẩy độc cho đất, kích hoạt tính miễn dịch cho cây, nuôi được thiên địch, chống lại dịch hại. Nên khi sử dụng từ 2 đến 3 lần trong mỗi mùa vụ, bà con có thể tiết kiệm hơn 60% lượng phân bón hóa học và tiết kiệm rất nhiều chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Anh Lợi cho biết thêm, bộ đôi sản phẩm đến từ công ty TTB Global chính là lựa chọn hoàn hảo cho vụ mùa bội thu vì đảm bảo cho cây xanh tốt và trái thương phẩm khi xuất bán đạt chất lượng như mong muốn. Anh Lợi ơi, cho hỏi thăm là sầu riêng của mình là giống gì vậy anh?
Dạ, trong sầu riêng của mình hàng đang trồng đây là cái loại Dona, và ở miền Tây gọi là Monthon. Con thấy vườn sầu riêng của chú ha, trái vừa đều nè, lá cũng đẹp mà cây nó cũng tốt nữa. Chú sử dụng hai cái loại phân bón là Humic Bio với lại là Fullragon 2X đúng không chú? Đúng rồi, nó là cái dòng hữu cơ. Dạ. Cho nên nó bền vững cho cái cây trồng, như mình bón dưới gốc để nó tạo cái công vi sinh vật á, cái đất nó khỏe lên. À dạ. Để cây nó phát triển nó bền vững. Nói chung ban đầu mình cũng tìm hiểu rồi mình cũng thí nghiệm á, có hiệu quả. Dạ. Cho nên là mình tính sử dụng nó cũng lâu dài. Sản phẩm này là cái nguyên liệu người ta là nhập mà từ Hoa Kỳ, từ Mỹ á, chất lượng của quốc tế rồi. Dạ. Cho dạ. Nên là bà con yên tâm là sử dụng. Nhờ chú á, là nói cụ thể cái cách sử dụng cái phân bón hữu cơ này. Sau thu hoạch thì mình chăm bón để phục hồi cây, vừa kích rễ mà vừa cái cải tạo đất. Cái loại đây là phân bón cho lá với bông trái á, và nước cái loại tao xịt xung quanh tán gốc. Trong sản phẩm nó có chỉ dẫn liều lượng bao nhiêu đó. Dạ. Theo đất sử dụng thôi. Sử dụng phân bón hữu cơ này nè thì chú thấy có khác gì so với phân bón hóa học không? Cái hữu cơ này nó có lợi thế là làm cho đất nó khỏe. Đất khỏe thì cây nó mới khỏe được, cây được hấp thụ được cái dinh dưỡng. Mình trồng trái cây mà phân bón hữu cơ và phân bón hóa học thì khi mà cái đầu ra thì người ta chuộng cái nào nhất? Cái mình sử dụng cái phân bón này là cái năng suất nó đều, nó không có bấp bênh. Cái người mà họ thu mua là người ta cũng có một kinh nghiệm, người ta nhìn người ta biết là mình bón hữu cơ hay là bón hạt. Vì cái bón hữu cơ là cái trái nó xanh gai, nó mướt gai và cái cơm nó ngọt, nó vàng hơn. Thưa bà con nông dân và các bạn, canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ chính là giải pháp nông nghiệp bền vững vì sức khỏe của đất nè, của nước nè, của môi trường nè, của cây trồng, của người sản xuất và người tiêu dùng. Sử dụng bộ đôi phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Mỹ là Humic Bio và Fullragon 2X sẽ giúp cải tạo đất nè, giải độc hữu cơ, tăng độ phì nhiêu cho đất, ngăn ngừa hiệu quả tuyến trùng nè và các loại nấm, sâu bệnh hại, tăng sức đề kháng cho cây sầu riêng trước các điều kiện bất lợi của thời tiết. Hai loại phân bón hữu cơ này còn có khả năng giúp cây sầu riêng hạn chế khô cành, rụng hoa nè, rụng trái non nè, rụng trái sinh lý nè, hay là khô trái. Đặc biệt là hỗ trợ cây tăng tỷ lệ ra hoa đậu trái hàng loạt, hương vị thơm ngon đặc trưng hơn, góp phần tăng năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Chương trình hữu cơ cho nông sản Việt xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cho bà con nhà vườn và quý khán giả luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thắng lợi trong canh tác. Chân thành cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này. Cảm ơn công ty TTB Global đã hợp tác thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hữu cơ cho nông sản Việt vì nền nông nghiệp vững bền.